Vâng, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác lại tiếp tục trở lại với kênh YouTube của Chơi Ban. Thì hôm nay ngày 21 tháng 6 lên cho các bác tất cả là 10 mã nồi, gồm cao tần và cao tần áp suất các bác nhá. Đó, tất cả các chức năng các bàn phím thì em đã test đây, vẫn hoạt động vẫn bình thường các bác nhá. Nồi em về xin sạch sẽ rồi. Đó, các bác em mua về chuẩn bị nấu các bác nhá. Đó, đi em lên nhanh cho các bác nhá. Mã đầu tiên lên cho các bác nồi Zorinoxi. Đó, nồi này dung tích 1 lít nhá. Toàn bộ em lên là 1 lít hết các bác nhá. Thành thì bằng kim loại 31 méo cho các bác. Nồi này chạy điện là 100V, công suất 1105W. Thành thì gọi có thiết cấn rồi, 31 méo nhá. Mặt thì tương đối, mặt thì tương đối đẹp các bác nhá. Đó. Lòng xoan các bác nhá. Đây chỉ là vết xước môi các bác nhá. Vết môi các bác nhá. Đó. Lòng này gọi tạm các bác nhá. Nhưng các bác cứ yên tâm, nấu này nó không ảnh hưởng các bác nhá. Nó không dính cơm các bác nhá. Đó. Đây lên ít nồi đi em xả cho các bác nhá. Giòn đây bác nhá. Đó, giòn đây. Đó, giòn xanh. Sạch các bác nhá. Các bác chỉ cần mua những dòng này về trải nghiệm các bác nhá. Nấu cơm thì rất ngon. Còn hơn cái nồi chạy 220 nhiều các bác nhá. Mã số 1 video ngày 21 tháng 6 em bán nồi này cho các bác là giá là 500k nha các bác, 500k cộng ship ạ. Đó. Mã số 1 500k cộng ship nhá. Mã số 2 này tiếp tục cho các bác một nồi Zorinoxi. Đó. Thành thì bằng kim loại. Chạy điện 100V, công suất 1105W. Các bác dùng cục 15A nhá. Thành thì có một hai chiếc cấn, một chiếc siêu nano các bác nhá. Đó, trên mặt đây có chiếc siêu nano này. Đó. Xong này thì đẹp hơn xong nãy các bác nhá. Xong này đẹp hơn xong nãy. Đó, xong này đẹp hơn xong nãy. Có một vài vết chấm cám nhá. Đó, có một vài chiếc vết chấm cám ạ. Bên ngoài thì xấu hơn các bác nhá. Đó. Mã số 2. Video ngày 21 tháng 6 em bán hồi này cho các bác cũng giá 500k nha. 500k cộng ship. Các bác yên tâm. Những cái nồi này sử dụng vẫn còn ngon hơn nồi 220 các bác nhá. Đó, mã số 3 nên tiếp tục một nồi Zorinoxi tiếp. Thành thì cũng bằng kim loại. Bao móc méo cho các bác nhá. Gọi tí cấn thì không quan trọng nhá, bởi vì nồi cũ do vận chuyển thì gọi là có tí cấn với cái tí sức nano thì nói chung là không tránh khỏi các bác nhá. Trên mặt có tí sức nano các bác nhá, có tí thôi chứ không đáng kể nha. Son đây các bác nhá. Son đây có hai điểm chấm nhá. Đó. Có hai điểm chấm nhá. Đó các bác nhìn chưa? Nói chung các bác yên tâm nhá, không ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng không ảnh hưởng dính cơm các bác nhá. Đó, cơm thì rất ngon. Bên ngoài cũng tương đối được. Giòn đây các bác nhá. Giòn xanh sạch các bác nhá. Đó. Các bạn đã xem video nhớ cho nút chia sẻ, nút đăng ký kênh nhé các bác nhá. Mã số 3. Video ngày 21 tháng 6. Em bán hồi này cho các bác là giá là 550k nhá. 550k cộng ship ạ. Đó, 550k cộng ship nhá. Tiếp theo mã số 4, em lên cho bác một nồi Zorinoxi. Đó. Thành bằng kim loại nhá. Nồi này chạy điện 100V và công suất của nó là 1230W nhá. Áp suất thì nó công suất nó lớn hơn các bác nhá. Thành thì 31 méo cho các bác. Mặt thì có 1-2 vết cấn nhá. Đó, 1-2 vết cấn nhá. Xoang này các bác nhá. Xoang tương đối nên chỉ vết mùi các bác nhá. Đó, xoang tương đối đẹp. Vết mùi các bác nhá. Đây các bác nhìn rõ nhá. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Đó, đấy nhá. Bên ngoài tương đối sạch các bác. Giòn thì đẹp các bác nhá. Giòn lần này xanh nhất này. Đẹp nhất sau này nhá. Đó. Mã số 4. Video ngày 21 tháng 6 em bán hồi này cho bác giá 700k nhá. 700k cộng ship ạ. Đó, bắt đầu chuyển khoản hết em bao ship nhá. Tiếp theo, mã số 5 lên cho bác một nồi Zorinoxi. Đó, nồi này cũng áp suất bi, thành thì bằng kim loại. Công suất thì cũng 1230W các bác nhá. Thành thì có tích cấn này nhá. Trên mặt thì có tích sức nano. Nói chung là có tích sức nano này nhá. Lòng đây các bác nhá. Các bác nhìn chưa? Đó,
các bạn nhìn chưa, có 1, 2, 3 vết chấm cám nhỏ đấy nhá, nhỏ tí xíu nhá, nhưng cái này nó không ảnh hưởng các bác nhá, các bác yên tâm nấu cái nồi này thì ngon hơn nhiều và nó không có độ dính nhá các bác nhá, cứ cơm ngon là được nhá. Đó, sau ngoài cũng tương đối đẹp. Giòn các bác nhá. Đây áp suất đi. Nồi này mới áp suất đi nhá các bác nhá. Nồi này em quên không để ý. Nồi này áp suất đi các bác nhá. Mã số 5. Video ngày 21 tháng 6. Em bán nồi này cho các bác là giá là 700k này. 700k cộng ship nhá. Đó, 700k cộng ship. Mã số 4 vừa rồi 600k các bác nhá. Mã số 4 là 600k. Bởi vì không phải áp suất các bác nhá. Mã số 4 600k. Tiếp tục mã số 6 lên cho các bác là Hitachi. Cao tần áp suất đi. Hitachi cao tần áp suất đi ạ. Đó. Thành bằng kim loại có tí cấn các bác nhá. Nó nổi lên bằng đầu tâm các bác nhá. Sản xuất năm 2013, chạy điện 100V, công suất 1400W. Dung tích 1 lít có thể nấu cho 1 kg gạo đánh bán ăn nhá. Mặt thì có chút xíu nano các bác nhá. Nói chung hình thức ăn còn tương đối. Xoang đấy các bác nhá. Xoang tương đối nhá. Xoang tương đối có một vài vết chấm nhỏ đấy nhá. Nói chung không ảnh hưởng các bác nhá. Đó. Bên ngoài thì tạm được. Đó. Giòn thì mềm thôi nhá. Nói chung giòn nó ngả màu nhưng nó mềm nhá. Bao xì các bác. Này họ nấu gạo nứt các bác nhá. Áp suất đi đấy nhá. Rất sạch. Hộp cho nó sạch các bác nhá. Mã số 6. Video ngày 21 tháng 6 em bán nồi này cho các bác là giá 600k nhá. 600k cộng ship ạ. Đó, bác nào nhanh tay thì liên hệ cho em số điện thoại cộng Zalo 038 266 168. Tiếp theo mã số 7. Em lên cho bác một nồi Panasonic van tròn. Đó, màu trắng rất đẹp các bác nhá. Thành thì bằng nhựa bao bể vỡ cho các bác này. Thành bằng nhựa bao bể vỡ cho các bác. Đó, trên mặt tương đối đẹp nhá. Xoang đi các bác nhá. Đó, xoang đi nhá. Xoang đi tạm thời là khá nhá. Không có chấm, chỉ là xước môi các bác nhá. Đó. Bên ngoài cũng được, tạm. Xoang thì ngả màu các bác nhá. Thế nói chung xoang này thì vẫn còn mềm lắm nhá. Đấy, các bác yên tâm về phần xoang. Nói chung hình thức thì nó hơi xấu thì bởi vì họ nấu gạo nứt thôi nhá. Đó. Còn vẫn tương đối đẹp. Mã số 7. Video ngày 21 tháng 6, em bán nồi này cho bác là giá 550k này cộng ship này đó. Bác là chuyển khoản hết vào ship nhá, 550k cộng ship. Ngày hôm nay em xả nồi cho bác nhá. Xả nồi cho bác thôi, với giá trải nghiệm cho bác về sử dụng nhá. Mã tiếp theo lên cho bác một nồi Natuna van tròn. Đó, thành thì bằng kim loại bao móc méo cho bác. Nồi này tương đối đẹp các bác nhá. Chạy điện 100V là công suất 1100W, có thể dùng cục 15A các bác nhá. Nồi này có 2 bước nấu các bác nhá. Natuna có 2 bước nấu. Đó. Mặt thì tương đối. Mặt tương đối đẹp các bác nhá. Gọi là hơi có tí sức nano. Lòng đây các bác nhá. Lòng rất đẹp nhá. Lòng Natuna này rất đẹp nhá, xoang rất dày. Đó, xoang này rất dày, cơm rất ngon nhá. Giữ ấm được lâu đó. Giòn thì xanh không phải chê các bác nhá. Đây. Giòn xanh không thể chê nhá. Đó. Rất mềm. Mã số 8. Video ngày 21 tháng 6. Em bán loại này cho các bác là giá là 650k nha các bác, 650k cộng ship ạ. Đó, tất cả các nồi bán giá rất hợp lý các bác nhá. Rất mềm. Để cho bác dùng trải nghiệm nhá. Tiếp theo mã số 9 lên cho bác một nồi tô. Nồi Toshiba, nồi dung tích 1 lít ạ. Đó. Nồi này chạy điện 100V, công suất 1100W. Đó. Màu đỏ. Bao móc méo cho các bác nhá. Nó có cấn nhưng bao móc méo các bác nhá.
trên mặt thì gọi có tí cấn thôi, nó không đáng bao nhiêu các bác nhá. Đó, nói chung nồi qua vận chuyển thì các không tránh khỏi được tí cấn hoặc là tí xước nano các bác nhá. Đó, bên ngoài này cũng hình thức tương đối đẹp nhá. Bên trong xuông các bác đây xem giùm em. Đẹp chưa? Đấy. Rất đẹp nhá. Xong không một vết chấm luôn. Bên ngoài tương đối đẹp. Đó, bên ngoài tương đối đẹp các nhá. Giòn đấy các bác nhá. À, do bên trong này ngả vàng là do họ nấu gạo nứt nhá, còn bên ngoài các bác nhìn thôi vẫn xanh nhá, nói chung mềm bao xì các bác nhá. Đó, dòng này tô là hút một van các bác nhá, để tô hút hít nhá, tô cao tần hút hít các bác nhá, nồi này bao xì các bác nhá. Mã số 9, video ngày 21 tháng 6 em bán nồi này cho các bác là một giá 1.150.000 nhá, 1.150.000 cộng ship ạ. Đó, 1.150.000 cũng ship nồi Toshiba cao tần hút trên không nhá. Nồi này nó công cực ngon, con dày. Tiếp theo mã số 10 lên cho bác một nồi Tiger. Nồi cũng cao tần các bác nhá. Đó. Đây, thành hình màu trắng, bao bể vỡ cho các bác. Nồi rất đẹp các bác nhá. Nồi rất mới ạ. Mặc dù đắt là sản xuất năm 2017 nhưng mà dường như thì nó phải ngang sánh bằng với những nồi sản xuất năm 2020, 21 các bác nhé. Đấy, các bác xem này, đấy, đẹp chưa, màu trắng rất đẹp, rất sạch nhá. Đó, bao bể vỡ cho các bác ạ. Đó. Bên trong xuông các bác nhá. Bên trong xuông thì đây, các bác xem nhá. Đó, các bác nhìn đẹp chưa? Xong rất đẹp các bác nhá. Đó. Xong rất đẹp. Bên ngoài tương đối nhá. Đó, dòng này có chế độ nấu cơm cháy các bác nhá. Giòn đấy các bác ạ. Các bác thẩm cho em cái giòn này. Quá xanh. Giòn mắt rất đẹp các bác nhá. Rất xanh. Sạch nhá, hồng rất sạch các bác nhá. Đây các bác ngó học kìa, đấy. Rất sạch các bác nhá. Đấy. Mã số 10. Mã số 10 video ngày 21 tháng 6. Em bán nồi này cho các bác giá 1.400.000 cộng ship nha các bác nhá. 1.400.000 cộng ship các bác nhá. Nồi này có chế độ nấu cơm cháy này, đó. Nồi rất đẹp nhá, dường như là mới, trên 95%. Đó, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trên số điện thoại cộng Zalo 0382860468. Đó, còn các bác có nhu cầu mua bất kỳ đơn nói trên khung giờ hoặc lọc không khí thì bác gọi điện hoặc kết bạn Zalo em để liên hệ với em nhé. Đó, tất cả các nồi hôm nay đều đã test tất cả các bàn phím, các nút chạy hoạt động bình thường các bác nhé, nên trên video không test lại nữa. Đó, các bác có nhu cầu mua hàng hoặc chốt nồi nào thì liên hệ trên số điện thoại của Zalo 0382860468. Đó, video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tới. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.